Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua việc thiết lập hệ thống phân phối hàng hóa thông suốt từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa đã giúp các doanh nghiệp sản xuất trong nước tiêu thụ được hàng hóa và qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp phải cạnh tranh với hàng hóa của nước ngoài đang có mặt tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đến với buổi tọa đàm với chủ đề tăng cường đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Trước tiên, xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam. Và vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Mai Phương, Giám đốc thu mua ngành thực phẩm tươi sống tập đoàn Central Retail tại Việt Nam. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Để hiểu rõ hơn về việc tăng cường đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối và tích cực hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, bước sang năm thứ 13, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã góp phần làm thay đổi thói quen người tiêu dùng khi chọn mua và sử dụng các sản phẩm made in Việt Nam. Người tiêu dùng đã chuyển dần từ ưu tiên dùng hàng Việt sang tự hào dùng hàng Việt bởi mẫu mã, chất lượng hàng Việt ngày càng nâng cao, nhà sản xuất hàng Việt ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay, tỷ lệ hàng Việt đang hiện diện và tiêu thụ ngày càng nhiều tại các hệ thống phân phối. Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, hàng Việt Nam chiếm tỷ trọng trên 90% tại các siêu thị Coop Mart, BRG Mart, 80% tại siêu thị Aeon, 96% tại siêu thị Big C, siêu thị Go. Khi hàng Việt lấp đầy các kênh phân phối với mức bán lẻ tăng cao, đồng nghĩa với hàng Việt được tiêu thụ mạnh tại hệ thống phân phối. Nhà sản xuất hàng Việt đã xem siêu thị là kênh tiêu thụ tốt các sản phẩm của mình. So với kênh thương mại truyền thống thì kênh siêu thị có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là ban đầu với cái sản phẩm đầu vào thì đã được kiểm soát về chất lượng rất là kỹ càng. Giấy tờ hồ sơ của doanh nghiệp cũng như giấy tờ hồ sơ về sản phẩm đều rất đầy đủ. Chính vì vậy, khi người tiêu dùng vào mua hàng tại siêu thị, ngoài cái việc được tư vấn, người tiêu dùng có thể có quyền yêu cầu và hỏi tất cả những gì liên quan chất lượng sản phẩm, liên quan đến doanh nghiệp. Và để có lòng tin về sản phẩm thì đương nhiên nhãn mác bao bì của sản phẩm cũng phải được ghi rõ ràng và đầy đủ, cộng thêm với cả những cái việc tư vấn của những viên bán hàng siêu thị để đảm bảo rằng người tiêu dùng có một sự lựa chọn đúng đắn nhất. Thời gian qua, với nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc triển khai, thực hiện, chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, các mặt hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất ngày càng được đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, giá cả cạnh tranh. Nhà sản xuất cũng đã nhận thức được trách nhiệm của mình trước người tiêu dùng. Tuy nhiên, để hàng Việt vững chân tại hệ thống phân phối và ngày càng khẳng định vị trí của mình, nhà sản xuất luôn phải đặt chất lượng sản phẩm, hàng hóa là yếu tố quyết định đến sự phát triển của mình. Các hệ thống phân phối hiện đại áp dụng những quy trình về tuyển chọn, mua hàng, kiểm soát hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong hệ thống của họ rất là tốt, theo xu hướng là văn minh hiện đại và thậm chí áp dụng cả những bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn của các hệ thống phân phối nước ngoài, của các cái nước phát triển. Và chúng ta thấy rằng là hệ thống đó rất là khắt khe. Vì vậy hàng hóa Việt Nam muốn vào những hệ thống và tồn tại trong những hệ thống này thì luôn luôn phải quan tâm đến vấn đề về chất lượng, về nguồn gốc xuất xứ, về xây dựng thương hiệu và đặc biệt hơn nữa đấy là phải đảm bảo được những cái tiêu chí mà mỗi hệ thống thương mại hiện đại họ đều có những cái tiêu chí riêng của mình. Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, đối phó với thách thức, khó khăn khi Việt Nam đã là thành viên của các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP là hết sức cần thiết. Các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt cần tận dụng thời cơ quý giá này để vươn lên chiếm lĩnh thị trường và muốn như vậy phải nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường khâu chế biến, đa dạng sản phẩm, cải thiện mẫu mã gắn với xây dựng thương hiệu, đồng thời chuyển đổi số để thích nghi với nhu cầu của người tiêu dùng, cần coi trọng thị trường trong nước với gần 100 triệu dân và nhu cầu đang tăng cao. Cùng với đó là thay đổi và chủ động trong cách tiếp cận người tiêu dùng theo hướng hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam. Tăng cường đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối là một trong những nội dung triển khai hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Xin được hỏi bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, bà đánh giá như thế nào về việc đưa hàng Việt Nam vào hệ thống phân phối bán lẻ trong nước trong thời gian qua? Phải nói là trong thời gian qua thì các cái hệ thống bán lẻ ở trong nước, nhất là các cái hệ thống siêu thị lớn ấy, thì cũng đã rất chú trọng đến hàng Việt. Và hàng Việt hiện tại thì cũng đã thay đổi rất là nhiều so với trước. Ở cái mẫu mã bao bì,
ở cái diện mạo nhận diện, rồi cũng như là ở cái hình thức bao gói, rồi là những cái chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy mà cái lượng hàng Việt trong hệ thống bán lẻ, nhất là trong các cái kênh bán lẻ hiện đại, chiếm trên 90%. Chính vì vậy mà chúng tôi đánh giá rất cao cái việc mà hàng Việt đã đến tay người tiêu dùng thông qua các cái hệ thống bán lẻ, là cái cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Vâng, vậy thưa bà thì đó là việc đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối trong nước nói chung. Thế còn việc mà đưa hàng Việt vào hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại nước ngoài tại Việt Nam thì sao ạ? Đối với các hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại ở nước ngoài thì người ta cũng rất là chú trọng đến hàng Việt. Bởi vì là các hệ thống siêu thị cũng phải tìm hiểu rất là kỹ về cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam để phục vụ thế nào cho nó tốt. Đối với Hiệp hội bán lẻ thì tất cả các cái đơn vị bán lẻ nước ngoài thì cũng là thành viên liên kết của Hiệp hội bán lẻ. Cho nên chúng tôi cũng theo dõi rất là sát sao cái việc mà các hệ thống bán lẻ đó phục vụ người tiêu dùng của mình như thế nào. Vâng, xin cảm ơn bà. Và tiếp theo, xin được hỏi bà Nguyễn Thị Mai Phương, Giám đốc thu mua ngành thực phẩm tươi sống tập đoàn Central Retail tại Việt Nam. Là đơn vị có hệ thống bán lẻ sâu rộng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước và hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì thời gian qua Central Retail đã giúp đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối của mình như thế nào? Vâng, thì như các quý vị khán giả cũng đã biết là hệ thống siêu thị Big C, Go và Top Market thì là một thành viên của tập đoàn Central Retail. Và sứ mệnh của Central Retail đó là đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và làm cho cuộc sống của người Việt trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì thế cho nên là trong những cái chủ trương xuyên suốt, chúng tôi luôn luôn dành những cái chính sách ưu đãi cho các sản phẩm Việt. Cho đến ngày hôm nay thì trên 90% các sản phẩm đang được bày bán tại hệ thống siêu thị ở Go và Top Market của chúng tôi thì đều là các sản phẩm Việt. Song song với nỗ lực là phát triển các sản phẩm Việt Nam, thì tập đoàn Central Retail với lợi thế là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chúng tôi đã kết hợp mở rộng để đưa các sản phẩm của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa bà, thì Central Retail tại Việt Nam có các chính sách gì để đồng hành cùng các nhà sản xuất nhằm làm tốt việc phân phối sản phẩm và dịch vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất? Vâng, thì như chị Hậu cũng vừa chia sẻ, đó là dù là Central Retail là một tập đoàn của nước ngoài, nhưng chúng tôi với chính sách nhất quán đó là luôn luôn đồng hành với các sản phẩm Việt và các nhà cung ứng của Việt Nam. Vì thế mà các bộ phận thu mua của chúng tôi sẽ luôn luôn hỗ trợ, hợp tác đưa các sản phẩm của Việt Nam vào hệ thống phân phối bán lẻ. Bên cạnh đó thì để thực hiện cam kết là phát triển đồng hành với các sản phẩm Việt thì tập đoàn Central Retail có những chính sách rất là ưu đãi. Thứ nhất là đối với các hộ nông dân và các hợp tác xã thì chúng tôi sẽ dành chính sách thu mua ưu đãi tốt nhất để đồng hành đưa sản phẩm nông sản vào hệ thống tiêu thụ. Chúng tôi đang thực hiện rất là mạnh mẽ đó là chương trình mà đồng hành với các sản phẩm OCOP. Thì hiện nay tất cả các sản phẩm OCOP được bày bán trong hệ thống siêu thị Go, Big C và Top Market ở những vị trí mà đẹp nhất, dễ lấy và dễ thấy. Cảm ơn bà. Thưa bà Hậu, thời gian qua thì nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì hoạt động của Hiệp hội đã phát huy vai trò của mình như thế nào trong việc là đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối và đảm bảo chuỗi cung ứng? Phải nói là trong cái thời gian mà diễn ra COVID thì cái việc mà đưa hàng hóa vào với cả hệ thống phân phối cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là cái khó khăn về các cái khâu vận chuyển từ cái nơi mà sản xuất cho đến những cái nơi bán lẻ của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà trong những cái khó khăn đó thì cũng đã được cái sự giúp đỡ của các cái tổ công tác của Bộ Công Thương, các hệ thống bán lẻ cũng đã bớt đi được phần nào những cái vất vả trong cái việc mà đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nhà bán lẻ. Vâng, cảm ơn bà. Thưa bà Nguyễn Thị Mai Phương, theo bà thì cơ quan quản lý nhà nước cần có thêm những cơ chế, chính sách gì để hỗ trợ việc phát triển hệ thống phân phối hàng Việt và tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam? Thật ra thì cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là một chương trình rất là ý nghĩa. Một trong những cái mục đích của chương trình là chúng ta muốn là tạo thói quen mua sắm và đẩy mạnh cái sự tiêu thụ của người tiêu dùng Việt đối với những sản phẩm Việt. Thông qua chương trình này thì các cơ quan ban ngành chúng ta sẽ xử lý dứt điểm hơn các trường hợp các sản phẩm Việt chúng ta không có đạt tiêu chuẩn chất lượng để bảo vệ cho những sản phẩm Việt của chúng ta có chất lượng tốt, bởi vì cái giá trị của sản phẩm Việt chính là chìa khóa để kết nối sản phẩm với người tiêu dùng. Và khi mà chúng ta có những người tiêu dùng mà gắn bó thì họ chính là nguồn lan tỏa ý nghĩa của những sản phẩm Việt tới cộng đồng người tiêu dùng Việt. Và đấy cũng là cái cách mà để đẩy mạnh giúp đỡ cho những doanh nghiệp như chúng tôi có thể xúc tiến và bán hàng tốt hơn những sản phẩm Việt, đưa những tự tin để đưa những sản phẩm Việt đến tay người tiêu dùng. Thưa quý vị, thưa các bạn,
với những nội dung về tăng cường đưa hàng Việt và hệ thống phân phối được hai vị khách mời chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay đã cho thấy vai trò hết sức quan trọng của hệ thống phân phối trong tiêu thụ hàng Việt và qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong giai đoạn tới. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.